Vừa bán là cho chiếc SH mà bán đâu có 20-30 triệu à. Trộm nó vô, nó lấy chiếc xe luôn, mất chiếc xe. Thì giờ hai vợ chồng mà đã diễn viên mà đã không có xe đi làm thì đâu có được. Lấy cái tiền để dành đó, mua một chiếc xe để cho hai vợ chồng đi làm. Lúc đó năm đang nằm ổ mà mình nghe mất, vừa mất xe. Mà lúc đó tiền cũng eo hẹp. Ông Luật mỗi lần mà kêu ông Luật là hết sữa cho con rồi là ổng đau đầu. Em xin ngắt chút xíu. Em có nghe anh Luật tâm sự một cái câu chuyện như thế này. Đó là đang trên đường về gần tới nhà rồi. Nghe vợ gọi anh ơi ghé mua sữa cho con hết sữa mà anh không muốn về nhà luôn. Đúng rồi. Là không có tiền, không còn tiền. Cái lúc mà anh ơi mua sữa và ông Luật cũng không muốn về nhà. Mình thì mình nhìn ra câu chuyện khó khăn kinh tế. Trang đánh giá coi là cái gọi là cái nội lực của Trang hay là của anh Luật mạnh hơn để cả hai dìu nhau qua cái giai đoạn đó. Trong cái khoảng thời điểm đó thì em nghĩ là cái phần của em mạnh hơn. Thấy rõ ràng anh Luật là cũng muốn lắm, muốn làm một cái gì đó cho vợ con, nhưng mà em biết diễn viên mình là phải thời. Đúng rồi. Diễn viên là phải có thời thì mới làm được, cho nên là anh Luật đang bị loay hoay và không biết phải làm như thế nào. Thì cái khoảng thời gian đó thì vừa đầy tháng thằng con xong là qua ngày hôm sau là em đã đi quay đi diễn lại rồi. Ai cũng hỏi là sao sớm dậy mày muốn mày bệnh chết luôn đó, muốn mày bệnh chết luôn á, mày không có y vậy được. Nó trời ơi, em nhớ nghề quá chị ơi, em nhớ nghề của anh ơi, em ở nhà em chịu không nổi. Nhưng mà mình đâu có than với người ta làm chi. Mình không thể than, em không có tiền nên em phải dậy, em phải đi quay, em phải đi diễn, em mới có tiền mua sữa cho con em, mình đâu có than. Lẽ ra là phải giới thiệu là hoa hậu hài Thu Trang á. Đúng rồi. Chị hơi buồn em. Sao vậy? Tại vì hôm nay là nhận được lời mời của em cũng như là bên biên tập đến đây tham dự cái show này. Thì không ai dặn chị là phải, chị ơi mình không cần bận đồ đẹp, mình cứ bận một bộ đồ bình thường thôi. Tại mình có cái tập về nữa rồi, mình cũng không cần mang guốc quá cao đâu chị. Mà chị mang đôi guốc cũng cao, bận vét, đồ bận này đủ thứ. Giờ cuối cùng nữa nè, quay xong mình còn đi về mà em, cho nên đường nào mặc đồ đẹp cũng lợi hết á. Em từ xưa tới giờ là em không có cần bận đồ đẹp. Ủa? Thiệt, ở ngoài đường là em mang dép lào. Đúng không Lan? Đúng, biết rồi. Tính em mang dép lào với dép tổ ong không à. Một cái bà mẹ mang dép lào đi lẹt xẹt vậy thì cái đoạn mà mình thấy cái que hai vạch nó đã như thế nào? Chị thấy bạc nơ của em bẻ cua gắt không? Ừ, chắc nhạc không có về thôi, dép tôi nôn quá, bà hiểu không? Lúc đó là không có mang dép, lúc đó đang đi chân không. Trong nhà mà nó mang dép làm gì? Hợp lý. Mình đi chân không. Đúng. Thì lúc đó là vừa thấy được cái que hai vạch thì như bao bà mẹ khác là cũng rất là vui. Trước đó mình cũng nghi rồi, cho nên là khi mình mới thử. Thử thì mình thấy là bắt đầu mình cũng muốn nhảy cẩn lên rồi, nhưng mà cũng ghìm xuống để mà giấu ông Luật, để cho ông Luật không biết sao. Xuống dưới nhà thì không có ông Luật ở nhà, phải nói cho ba mẹ biết trước. Thì lúc đó tại con còn ở với ba mẹ. Ba mẹ biết thì ba mẹ cũng mừng. Tại vì lúc đó là đám cưới đâu cũng là mấy tháng rồi, 6-7 tháng gì rồi. Mà chút ông Luật về, ông vừa nghe một cái là ông tay chân ông vậy nè. Thì thiệt không? Thiệt á. Nói mỏng manh vậy hả? Không, mà dạng như ông đó, trời, ông không tin là có con như. Tại vì mình đã canh rồi, nhưng mà ông không nghĩ là em canh chính xác như vậy. Không nghĩ là canh chính xác như vậy. Sau ổng gọi điện thoại về báo cho ba mẹ chồng em. Nói chung là nguyên một nhà ai cũng vui, dòng họ ai cũng vui. Có nghĩa là ổng có nhảy cẩn lên. Có. Đúng không? Có. Cái người đàn ông mà mình không ngờ nhất lại là cái đúng người rồi, đàn ông nhiều biểu cảm nhất. Rồi sau đó thì sao? Nói que hai vạch chứ cũng chưa có chắc, mình cũng đâu có biết chắc đâu, nên phải đi bác sĩ kiểm tra. Thì lúc đó vô trong bệnh viện ngồi kiểm tra xong rồi đang chờ kết quả thì cũng hồi hộp là không biết là mình có bị mừng hụt hay không. Mà tại vì lúc đó bận đang đi quay phim. Lúc mà thử que cho tới lúc mà đi vô bệnh viện là cũng mấy ngày, mà trong mấy ngày đó là mình cứ nghĩ mình có bầu rồi, cho nên mình phải kỹ, mình phải ăn uống rồi là không biết là có chắc có chưa đó, nhưng mà mình kỹ từ lúc đó luôn rồi. Nhưng mà khi mà cầm cái giấy xét nghiệm là có bầu thật sự, lúc đó mới mừng. Vừa mừng mà vừa lo nữa, tại vì trước đó là mình bị cảm. Cái mình cũng uống thuốc. Xong rồi cũng nói bác sĩ là mới uống thuốc cảm vài ngày, không biết có sao không. Thì bác sĩ nói là cũng không sao, cho nên là cũng mừng. Cả cái quá trình thai kỳ của chị nó có vui vẻ như bản tính vốn có của chị không? Em biết mà, mình nghệ sĩ, mình đi quay với lại đi làm suốt. Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian chị bào xô với lại mình diễn sân khấu nữa. Là nhớ luôn là 7 tháng mấy, gần 8 tháng mới nghỉ. Là cứ đi quay rồi tối về diễn sân khấu đi suốt như vậy mấy tháng.
giống như ban ngày đi quay nha, xong rồi tới sẵn chiều chiều 4-5 giờ chiều bắt đầu cái bụng mình nó râm râm nó đau, mà lúc đó bụng bự rồi đó, giác bụng bầu đi quay mà râm râm nó đau, mà mình bước một bước chân đó là mình cảm thấy nó nhói, mà cái sáng mình ngủ cái sáng nó hết hết xong cái sáng đi quay tiếp thì cứ nó bị cái kéo dài một khoảng thời gian như vậy cho tới cái lúc mà 7 tháng thì bị động thai. Bị động thai một lần vô trong bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Thì cấp cứu xong thì cũng nói là phải dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc đó thì thật sự cũng mê làm quá đi. Có bị áp lực về kinh tế không? Cũng có chứ, lúc đó là chưa có tên tuổi nhiều, cho nên mình cũng làm có tiền để sinh con rồi này nọ, để dành rồi này nọ. Gần 8 tháng là lúc đó đang diễn trên sân khấu luôn. Mà diễn cái suất đó là suất suất đầu tiên là 4 giờ mấy là diễn gần hết suất rồi. Là còn có một cảnh thôi là hết suất rồi đó. Mà nó đau bụng. Nó đau mà tao nói chết rồi, giống như là mình nghĩ là chắc là nó sắp ra luôn. Lúc đó bao nhiêu tuần rồi Trang? Lúc đó là 8 tháng, gần 8 tháng. Nhưng mà chưa đến ngày dự sinh. Chưa. Ừ. Trời ơi. Còn tới tháng mấy đúng nữa. Đúng rồi, còn hơn còn lâu lắm. Thì lúc đó là cũng lo, khóc quá trời trên sân khấu mà cảm thấy bị tủi thân á, khóc. Khóc quá trời khóc, và nguyên sân khấu cũng hết hồn. Lấy ghế bố cho nằm, mà giờ còn một cảnh nữa cũng ráng lết ra diễn. Vừa diễn xong cái cô Đàm Loan, nó nhớ cô Đàm Loan chở vô trong bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Vô cấp cứu cái bác sĩ cũng chích thuốc bổ phổi cho em bé, rồi chích thuốc gì tùm lum, chích quá trời luôn, để mà lỡ mà có sinh non thì em bé có thể sống được. Vừa chích xong cái hỏi bác sĩ ơi bây giờ có thể cho con về con diễn thêm suất nôm tại con suất tối. Người ta bán vé hết rồi, giờ con diễn giờ khán giả không biết làm sao. Bác sĩ la quá trời la, cuối cùng cũng phải nghĩ là cái đêm đó là cái suất đó cũng nghỉ luôn, cũng hủy luôn. Trả vé cho người ta thì mình cảm thấy là mình bị ai nấy như là mất cái bóp tiền của anh em á, dạng vậy. Mình thấy vì mình mà bị ảnh hưởng đến mọi người á, cho nên là từ đó nó bắt đầu nghỉ luôn, không có diễn nữa, là nằm nhà nghỉ dưỡng luôn á. Đó là mình lo những cái sự cố bất ngờ như vậy. Dạ. Thì nó lại ảnh hưởng quá nhiều người. Đúng rồi. Trong cái quá trình đó mà chị vẫn mang bầu rồi vẫn đi diễn, vẫn lao động, vẫn cực khổ, rồi có vợ sảy thai rồi tất cả mọi cái như vậy, thì vai trò của anh Tiến Luật lúc đó như thế nào? Anh Luật lúc đó cũng đi làm, đi quay, rồi thí dụ mà anh rảnh anh chạy lên sân khấu anh chăm chị. Nhưng mà cái lúc mà chị, những cái lúc mà chị bị động thai lại không có anh Luật, anh cũng đang đi làm. Thì khi mà chị vô trong bệnh viện anh mới chạy vô. Rồi anh có bắt chị phải ngưng mọi hoạt động hay không? Thật sự là gia đình hai bên đều không có muốn chị đi làm như vậy đâu, nhưng mà tại vì lúc đó là chị cũng muốn đi làm, tại ở nhà buồn lắm. Với mình lại có cái tâm lý này không? Bởi vì cái nghề của mình nó khá là đặc biệt, cho nên tại thời điểm mình mang bầu mà mình vẫn còn nhận những cái, tức là người ta vẫn còn nhớ, người ta vẫn còn mời, người ta vẫn còn đưa công việc đến cho mình. Có khi nào các bạn nghĩ là thực ra đây là một cái cơ hội mà không phải là dễ có được đối với cái nghề này? Nó không phải là chuyện kinh tế đâu, mà nó còn là cái câu chuyện là mình bám nghề và mình gây dựng tên tuổi của mình, và như một dạng là biết ơn đối với nghề đó, thì mình có nảy sinh cái tâm lý đó trong lúc mang. Thật ra thì cái gì nó cũng có, tại trong cái khoảng thời gian mang thai thì mình rất là nhạy cảm. Thì cái cảm xúc nào mình cũng có hết đó, cảm xúc biết ơn, rồi cảm xúc mà có lỗi, tất cả mọi thứ là mình đều có hết, dễ khóc, dễ cười, và đặc biệt là dễ buồn ngủ nữa. Em đúng. Diễn sân khấu thì phải tới 11, 12 giờ người ta mới xong tuồng, mà 9, 10 giờ mình buồn ngủ ba. Lúc đó mới vô tuồng mà mình đã buồn ngủ rồi. Mà vừa diễn xong mới vô trong cánh gà là có cái ghế xa, cái ghế salon mà dạng đậu cụ mà hay để cho cánh gà, là nằm ở đó là cũng có thể thêm thiếp ngủ được. Như vậy là 8 tháng là mình ngưng hết tất cả các hoạt động, mình chờ tới ngày đi sanh thôi. Đúng rồi. Rồi cái ngày đi sanh có suôn sẻ không? Cái ngày đi sanh là bị bất ngờ, là chưa có tới cái ngày sanh, một tuần nữa mới tới cái ngày dự sanh. Ngày đó cũng đang vui vẻ, có mấy bà chị đồ ở dưới quê lên đồ coi đồ em bé rồi sắp xếp rồi đang ngồi giỡn, đang mình cũng đang nằm trên giường coi tivi rồi nói chuyện giỡn. Cái bà nói cái gì, bà chị bà nói gì mình á, bà nói hả gì, vừa vừa ngồi bật dậy cái là bắt đầu nghe cái bụp. Đúng rồi. Nghe một cái bụp giống như tiếng bong bóng nổ, mà từ mình con đầu mà mình đâu có biết là nó như thế nào. Mình nghe cái bụp cái mình là tự mình bị điếng người luôn. Cái bà chị hỏi cái gì á, hình như là em bị vỡ ối hay bị gì á. Em mới nghe cái tiếng là mình cũng có đọc tham khảo, nó vỡ ối là nó sẽ ra nước ối, nó sẽ ra sao mà mình không đâu. Thì mình nghĩ là nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, đứng lên một cái nó ra xối xả, nó ra mà hao tự nhiên lúc đó mình đứng cảm giác giống như ai đã dùng cái xô nước tạt vô người mình đó. Mà ra xối xả vậy á, mà mình cũng lo, mình hết hồn. Mấy bà chị mình cũng hết hồn, tại mấy bà chị cũng sinh rồi mà cũng không có bị cái tình trạng giống như mình.
kêu ông Luật. Cái ông Luật chạy xuống: trời ba ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi, vợ con đẹp. Ta ứng xùm mau mau chở vô trong bệnh viện, đưa vô thẳng vô trong phòng cấp cứu luôn, để mà mổ, sinh mổ luôn. Tại vỡ ối nhiều quá, sợ em bé bị khô. Mình kể chi tiết chút xíu. Cái lúc mổ mình chụp thuốc mê, thuốc tê. Mê hay tê? Ừ, tê. Tê, vậy là mình biết hết. Biết. Mà lúc đầu thì tưởng đâu đẻ thường được. Ừ. Thì có đóng cái tiền gì mà để cho ba có thể vô phòng trong gia đình à. Phòng gia đình để mà có thể vô trong chung với mình. Đóng xong rồi tự nhiên cái hô đẻ mổ là người nhà không được vô. Ừ. Không đâu được vô đâu. Cái đẻ cái có mình trong đó. Vô trong phòng mổ mà nhớ luôn là mấy bác sĩ khác, thì lúc đó là thật sự mình không phải là nổi tiếng dữ, nhưng mà người ta cũng biết là diễn viên. Biết là diễn viên rồi và cũng đóng nhiều phim. Thì mấy bác sĩ y tá vừa thấy mình cái mấy phòng khác ý trời ơi, đóng phim nè. Xong rồi cái lúc mình đang mổ, đang chích thuốc mê mình, mà lúc mà có bầu á là em đọc chú đại bi. Xong rồi lúc mà vô phòng mổ em cũng đọc chú đại bi, thì em đang đọc chú đại bi cái mấy bác sĩ y tá nói: em cái phim nó cuối cùng sao vậy? mình đang tập trung đấy mình, tại vì mình sợ, mình rất là sợ, nhưng mình phải đọc kinh. Thì bác sĩ cứ hỏi: em cái phim nó cuối cùng thằng nó có chết không? Là cái phim đang chiếu trên truyền hình. Rồi cuối cùng em sao? Cuối cùng cái nhà nhơ hỏi hồi mình không biết là mình đọc tới đoạn nào mình cũng trả lời. Lúc đó mình như là nằm trên bàn mổ rồi, mình nghĩ là phụ thuộc vào mấy y tá bác sĩ rồi, nếu mình không trả lời mấy y tá bác sĩ giận là mình đau. Giận là mình đau sợ, sao? Sợ chứ. Sợ. Ai hỏi gì mình cũng trả lời xong chút cũng không biết là đọc tới đoạn nào, cái thôi kệ, cũng không đọc nổi nữa luôn. Mổ xong ấy mình không thấy đau, thật sự là không thấy đau gì hết, cho tới lúc mà tự nhiên mình thấy cái bụng mình ấn một cái đau. Chị vừa chuẩn bị đó á một cái mà chưa kịp lên cái tiếng á nữa là nghe tiếng khóc ê oe oe rồi là lại bé ra rồi. Em bé của Trang nè, nặng bao nhiêu vậy đó. Thì lúc đó là mình chưa có mổ mắt, lúc đó còn cận 2 độ mấy, cho nên là vừa như vậy rồi vừa khóc rồi này nọ. Rồi sao mình nhìn được thấy con nó, trời ơi con em đẹp lắm rồi này nọ, mà mình nhìn mình cũng không thấy nó đẹp chỗ nào. Đâu có thấy được cái mặt nó đâu, thấy một khối mờ mờ. Trong cái khoảng thời gian đó cái mình bị thấm cái câu mà đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình á, tự nhiên mình tự thấm rồi tự drama rồi tự khóc luôn ở ngay chỗ đó. Trời, đây là một cái ca chưa bao giờ có. Trước giờ người ta chỉ có những cái ca vậy nè: ôi em cảm thấy mình vĩ đại, mình đẻ được con. Ủa, sao mình đẻ được cái đứa này vậy ta? Ủa sao con mình xấu vậy? Nhưng trường hợp mà con mọi thứ quyện lại thành một khối mờ mờ. Không thấy, thiệt. Em có thú nhận với bác sĩ là thiệt ra em bị cờ cái mông thấy gì không? Không, hay cũng khóc cho đúng kịch bản vậy luôn. Khóc chút xíu vậy thôi, mình dạng mũi lòng, mình khóc chút xíu vậy thôi. Lúc đó đang tức là tại sao thằng chồng mình nó không đẻ mà mình phải ở trong cái đẻ. Trời, thì mình bị tức vậy thôi. Xong cái bác sĩ mai lại, cái bác sĩ đưa điện thoại nè nói chuyện với chồng đi. Thì bác sĩ đang mai cho mình, cái nói chuyện với ông Luật. Ông Luật nói: em sao rồi, em đang em sao, ủa sao gọi điện thoại được? Nói: bác sĩ cho mượn điện thoại gọi cho anh. Nói: ủa rồi em đang làm gì? Bác sĩ đang mai cho em. Nói: trời đất ơi, đang mai mà còn gọi điện thoại. Gọi điện thoại nữa anh. Ừ, bác sĩ đang mai, bác sĩ cho em mượn điện thoại gọi cho anh. Trời ơi, công nhận bác sĩ ekip đi dễ thương quá. Rồi da kề da không? Là... có đặt em bé lên trên người mình cho mình ấp không? Không có luôn. Cuối cùng là mình thấy một khối mờ mờ. Một khối mờ mờ. Thông tin chưa là... kịp đụng tới luôn. Chưa kịp đụng tới. Con mình đẹp, đó. Từ một thông tin vậy thôi là con mình đẹp lắm. Rồi. Xong rồi tới lúc mà đẩy vô trong cái phòng hồi sức là lúc mà ẵm đứa bé để dưới cái chân mình, lúc đó mình ngồi cũng đâu có được, mà nó khóc quá trời, khóc ở dưới mà kêu y tá: em ơi sao con chị khóc dữ vậy em? Cái nói chắc nó khát sữa thì khóc. Nó khóc mà nó khóc một hồi mình nghe cái tiếng nó bị khàn luôn á, nó khàn cái tiếng luôn rồi mình xót ruột rồi. Nó: em ơi, em có cách nào cho con chị bớt khóc không em? Mà tại chị không cử động được em ơi. Chị bị liệt chứ không cử động được nữa rồi em ơi. Cái ông Luật cổng ẵm con xong, cái ổng cũng đi kế bên chị, ổng cũng nói: tự nhiên tôi hình dung ra mặt ông Luật lúc này luôn á, trời, kiểu như rất là đắc ý. Đắc ý, mà không biết sao lúc đó anh đi trộm vía. Nó trộm vía tự nhiên á, mắt hai miếng rõ, rành rành, mũi cao mà. Nhìn nó nhìn rất là rõ giống như ràng, rõ ràng, nét nào ra nét đó luôn. Con đẹp lắm em, con mình đẹp lắm. Lần đầu tiên mình cho em bé bú á, mình có cảm nhận được chưa? Lúc đó là có... Thật sự nè, mọi người hồi xưa giờ mình đọc truyện hay mình coi phim, mình đọc thông tin, mình nói là trời ơi, tình mẹ bao la rồi, ẵm con là một cái gì đó hạnh phúc nó xạo, cảm giác rưng rưng, tôi không thấy gì hết.
tôi lần đầu bà tiên cận bà ơi không, lần đầu tiên mà ẵm đứa con ở trong tay kìa, nói ủa sao tự nhiên mệt ghê, tự nhiên có cái đứa này. Thật sự lúc đó là chị bao nhiêu tuổi? Lúc đó chị đã 29 tuổi rồi. Nhưng mà tại vì chị nghĩ vậy nè, nói vậy nói mình thương là mình thương đứa con chứ không phải là ổng thương, nhưng mà khi mình ẵm một cái đứa bé xa lạ thật sự, mình nói cái tình thương của nó là nó như là nó ẩn giấu ở đâu bên trong á, nó chưa có bộc phát ra được đối với mình á. Mình lúc đó mình vừa bị mệt, mình vừa bị hao tổn sức khỏe, mình được bị đủ thứ, cho nên là khi mình ẵm cái thằng Andy đầu tiên là cái cảm giác của chị là xa lạ với lại một đứa nhỏ. Nó là cảm giác thật đó. Đúng rồi, là tại vì khi mà mình chưa có tiếp xúc với nó, mình chưa tiếp xúc, lần đầu tiên mình thấy nó, cho nên là mình còn lạ lẫm, mình chưa có tình thương nhiều. Đúng. Mình thì trải ngày một, đúng rồi, qua tới ngày thứ đúng hai, rồi ngày thứ ba tự nhiên cái tình thương cái mình nói nó có sự đúng kết rồi. Nối. Còn... nhất là những lần con bệnh. Đó. Tự nhiên cái lúc lần đầu tiên mà ai nói tôi là trời ẵm được đứa con lần đầu tiên là nó một cái gì đó hạnh phúc, không? Tôi nói không, tôi không có hạnh phúc. Lúc đó tôi đâu có thấy ngộ lắm. Tôi thấy rất là ngộ, cái cảm giác rất là ngộ, đứa bé này đâu ra? Nó là một đứa xa lạ, nó không có gì á, mà ngày một ngày hai mình nuôi rồi cái nó khóc, nó cười, nó lại nào mình chơi với nó thì cái tình thương nó từ từ nó nhiều hơn. Có cái giai đoạn nào mà anh chị bị áp lực về vấn đề kinh tế khi mà nuôi con không? Là mới sinh đó em, khoảng thời gian đó là cũng không phải là có tên, cho nên là mình làm bao nhiêu đây tiền thì mình sẽ ăn bao nhiêu đây tiền, thí dụ dư thì dư chút xíu thôi chứ không có phải là dư nhiều. Mình vừa sinh xong là chị phải nghỉ trước đó là 2 tháng rồi, mà khoảng thời gian đó anh Luật cũng ít đi làm, không có phải là nhiều như bây giờ, kinh tế là phải phụ thuộc vào chị. Khi mình nghỉ thì anh Luật cũng đi làm lai rai để mà lo phụ gia đình đồ này nọ, xong rồi tới một lúc mà hùng hạp làm ăn đồ này nọ bị mất cái số tiền đó luôn. Bị lừa hay bị không phải là lừa, nhưng mà xui thì coi như xui mình mất cái số tiền đó luôn. Bị mất cái xe nữa, đang nằm ổ trong tháng luôn, thì ông Luật ổng chạy chiếc xe, mà chiếc xe đó hồi xưa là của ba chị cho, dạng như cho hai vợ chồng mà vừa cho vừa bán, là cho chiếc SH mà bán đâu có hai ba chục triệu à. Trộm nó vô nó lấy chiếc xe luôn, mất chiếc xe. Thì giờ hai vợ chồng mà đã diễn viên mà đã không có xe đi làm thì đâu có được lấy cái tiền để dành đó mua một chiếc xe để cho hai vợ chồng đi làm. Lúc đó năm đang nằm ổ mà mình nghe mất, vừa mất xe mà lúc đó tiền cũng eo hẹp. Ông Luật mỗi lần mà kêu ông Luật á là hết sữa cho con rồi là ổng đau đầu. Em xin ngắt chút xíu, em có nghe anh Luật tâm sự một cái câu chuyện như thế này, đó là đang trên đường về gần tới nhà rồi, nghe vợ gọi anh ơi ghé mua sữa cho con hết sữa mà anh không muốn về nhà luôn. Đúng rồi, là không có tiền, không còn tiền. Cái lúc mà anh ơi mua sữa và ông Luật cũng không muốn về nhà, mình thì mình nhìn ra câu chuyện khó khăn kinh tế. Trang đánh giá coi là cái gọi là cái nội lực của Trang hay là của anh Luật mạnh hơn để cả hai dìu nhau qua cái giai đoạn đó. Trong cái khoảng thời điểm đó thì em nghĩ là cái phần của em mạnh hơn. Thấy rõ ràng anh Luật là cũng muốn lắm, muốn làm một cái gì đó cho vợ con, nhưng mà em biết diễn viên mình là phải thời. Đúng rồi. Diễn viên là phải có thời thì mới làm được, cho nên là anh Luật đang bị loay hoay và không biết phải làm như thế nào. Thì cái khoảng thời gian đó thì vừa đầy tháng thằng con xong là qua ngày hôm sau là em đã đi quay đi diễn lại rồi. Ai cũng hỏi là sao sớm dậy mày muốn mày bệnh chết luôn đó, muốn mày bệnh chết luôn á, mày không có y vậy được. Nó trời ơi, em nhớ nghề quá chị ơi, em nhớ nghề của anh ơi, em ở nhà em chịu không nổi. Nhưng mà mình đâu có than với người ta làm chi. Mình không thể than, em không có tiền nên em phải dậy, em phải đi quay, em phải đi diễn, em mới có tiền mua sữa cho con em, mình đâu có than. Mà khoảng thời gian đó là cũng thân với nhiều anh chị em nghệ sĩ lắm rồi chứ bộ, cũng đang thân với Thành Giang đồ nè, rồi con Lan đồ nè, mà cũng chớ hề hỏi ê cho tao mượn tiền hay gì, tao lo mua sữa cho con cũng không có. Tại vì cái sĩ diện trong người mình nó cũng cao. Cái này mình tin là mình sẽ Mình tin là qua. Mình có thể làm được. Khi vừa đầy tháng xong là nhắn cho bên sân khấu là em đi diễn lại được rồi. Tại thật sự lúc đó sân khấu cũng đang cần mình. Bên sân khấu thấy mình diễn được thì sắp mình diễn xong thì có tiền mua sữa cho con, thì từ từ là mấy chỗ show quay khác nó cũng họ cũng kêu mình lại luôn, là mình đi quay đi lại từ đó luôn. Cái quá trình mà mình chăm Andy á, mà chị ở với nhà chồng đúng không? Nó có xảy ra mâu thuẫn giữa hai thế hệ không? Trời ơi, đương nhiên phải có rồi. Tại vì mẹ chồng chị á muốn là chăm Andy theo một cái cách là hồi xưa chăm anh Luật làm sao thì bây giờ là chăm cháu vậy. Còn mình thì học
và theo sách báo rồi internet rồi phải chăm con theo khoa học. Chị thì chị cũng không có phải nói thẳng với mẹ chị, và mẹ chị cũng không có nói thẳng, nhưng mà mỗi người chăm theo mỗi cách, mà đôi khi hai người cũng hơi bực nhẹ nhau chút xíu. Có bực xương xương là đó. Có bực xương xương có, nhưng mà sau đó chị nói với anh Luật vậy nè, nói mẹ vậy rồi giờ sao. Cái anh Luật nói với chị một câu: bây giờ á em đi làm em không có thời gian chăm con, mà giờ á em muốn làm theo cách em thì đâu có được, mẹ không tha làm được cho em giống như em, thì em cứ để cho mẹ làm theo cái cách của mẹ đi. Thì mẹ làm theo cách mẹ, thật sự là mẹ cực. Đúng rồi. Ừ, mẹ làm theo cách mẹ thì mẹ cực thôi. Mà em muốn mẹ làm theo cách em thì mẹ chắc chắn mẹ không làm rồi đó. Mà em cũng không có thời gian đâu, mẹ ở nhà em chăm thằng ấy đi. Cái mình thấy ừ cũng đúng. Cho nên là từ đó mình chiều theo ý của mẹ luôn. Đúng là mẹ cực thiệt. Cho tới bây giờ luôn. Tới bây giờ anh đi 8 tuổi rồi vẫn ngủ với bà nội. Ở gì cũng bà nội, bà nội, bà nội. Hồi xưa mẹ mà nghe câu là bây giờ mẹ đâu có cực gì. Bẻ cua cũng gắt. Bẻ cua. Nhưng mà nói tóm lại thì bởi vì bà là bà nội, cho nên điều đó làm cho bà nội cảm thấy yên tâm. Yên tâm. Vậy nè, các bà sẽ bà có một chiếc lý. Bà nội cảm thấy rất là hạnh phúc. Đúng. Với cái điều đó. Đó là sự tự hào của các bà, em hiểu không? Các bà sẽ rất cực so với cái cách chăm của chúng ta. Ở đây chị không nói là ai đúng hay sai, nhưng với các bà cực vậy á mới thành là bà nội bà ngoại. Chăm cháu là phải cực vậy đó. Thậm chí những bà nào chăm cháu mà không cực á, nó còn chưa đạt chuẩn của các bà đó kìa em. May mắn là bà nội chăm Andy rất là khéo. Andy rất là đẹp trai. Đúng rồi. Em xác nhận được điều đó là em rất là hay coi clip của gia đình này. Và thêm một cái nữa là Andy rất là tình cảm. Mình cứ nghĩ là ở nhà lúc nào cũng giỡn, cũng quậy phá, không thôi cà khịa với lại ba nó. Hai cha con cà khịa qua cà khịa lại, xong rồi gây lộn. Gây lộn không rồi mét. Mẹ ba vậy, mẹ ba kia. Rồi xong rồi tới ông Luật nói em có nghe đi nó làm như kìa. Hai cha con mét qua mét lại vậy đó. Thì mình nghĩ là con mình nó cũng còn nhỏ quá, cho nên nó cũng chỉ là đúng cái lứa tuổi của nó là chơi vui và quậy phá thôi. Nhưng mà không nghĩ là khi mà một tham gia một cái chương trình mà nó có nói ra được những cái suy nghĩ của nó và tình cảm của nó này nọ. Không, cái đợt đó chị cũng hơi bị bất ngờ với Andy. Đôi khi giờ hỏi ông Luật, ai cũng hỏi đẻ nữa, anh đẻ nữa không? Ông Luật tới giờ anh Luật còn chưa cho chị đẻ. Lý do? Vì sao? Anh Luật nó thôi một đứa được rồi. Tại vì cái đợt thấy chị đẻ đau quá, ổng nói thôi đừng đẻ nữa đau lắm. Cái đợt là mình đẻ mổ, em đẻ mổ á, cho nên là khi mình tập đi á, mình đứng dậy mình tập, trời ơi, con bạn của chị không biết sao nó đẻ mổ hai ba đứa mà nó đi phà phà em ơi. Nó tập đi phà phà nó không đau, mà sao mình đẻ đứa đầu tiên mà xong tập đi mà bốn người dìu mà đi không nổi. Đi không nổi luôn chị, mà cái chân mình cảm giác là nó phải nhích từng ngón chân, từng ngón không nhấc được cái bàn chân lên, mà phải bác sĩ bắt buộc phải đứng dậy tập đi. Trời ơi, đi mà đau quá đau. Rồi gặp vô toilet đồ này nọ, ông Luật cũng vô toilet, ông thấy máu đồ này nọ, ông thấy trời ơi thôi mốt em đừng đẻ nữa. Ông cảm thấy ông dạng như cũng xót vợ, cho nên thôi đừng đẻ nữa, một đứa thôi. Giờ mình hỏi thêm một cái vấn đề nhạy cảm nè. Lúc mà mình sanh em bé xong á, chắc chắn mình sẽ có sự thay đổi về ngoại hình. Có bao giờ chị bị tự ti về điều đó trước anh Luật không? Thật sự là không luôn. Tại vì chị ốm lại nhanh lắm. Vừa đầy tháng xong là chị đã muốn ốm gần bằng hồi xưa rồi. Mặc dù là chỉ còn mập hơn hồi xưa chút xíu thôi, dạng như có da có thịt hơn thôi. Mà mọi người nói là đẻ xong rồi còn càng, thậm chí nó còn đẹp hơn. Lúc mà chưa, nó đậm chưa đà có sinh con. Nó đẹp hơn. Đúng rồi. Nếu mà mình không tự ti về ngoại hình như vậy thì bao lâu thì hai vợ chồng á trời lại lên lại công nhận. Lúc em hỏi cái câu này mà em gian lắm luôn á. Bây giờ trả lời thiệt hay là mình trả lời? Tại đây có máy quay nè. Em trả lời sao mà trả lời sao trả lời mà lên sóng mà khán giả tin. Hay quá, hay quá. Em trả lời kiểu gì đó. Em trả lời mà lên sóng mà khán giả tin. Không, mình trả lời sao khán giả cũng sẽ tin mà. Mấy nữa khán giả giờ cũng ghê lắm á. Chị trả lời tầm bậy, em sẽ hỏi người trong cuộc rồi nha. Sao chị đâu có giờ anh Luật làm sao mà nhớ. Bây giờ mình chơi cái anh game. Anh Luật nhớ luôn hả? Làm dễ mà gì mà nhớ. Giá là giờ mình chơi cái game cùng câu hỏi này, xong cái mình chèn cái clip của anh Luật trả lời cùng lúc kia mà trai con cướp không. Tóm lại là khi nào bút địch lại vậy? Hình như là mấy tháng sao? Mấy là 2 tháng hay 9 tháng? 2 tháng. 2 tháng, 3 tháng gì vậy? 2, 3 tháng. Là có bị sự cấm cản của thế lực nào khác không? Trời ơi, nhiều lắm. Này nhiều lắm. Sự cấm cản thứ nhất là của bác sĩ, là tại mình sinh mổ. Cũng kêu mình kỹ lại. Nhưng mà cơ thể em lúc đó còn đau vết mổ không? 2-3 tháng thì đã hơi êm rồi nhưng mà vẫn còn dạng hơi ê. Lành thì lành rồi đó, nhưng mà bên trong nó vẫn ê thôi. Bác sĩ cũng nói là thứ nhất là phải kỹ, thứ hai nữa là không được để cho dính bầu. Sau 2 năm thì mới được dính bầu. Tại vì mình sinh mổ. Đúng rồi.
Rồi ba mẹ cũng nói là tụi bay phải kỹ nha, nó mới sinh đó. Về về, về về, về về đó hả? Nhưng mà hỏi mà trời, lúc đó hai vợ chồng còn mân mởn quá. gặp con nhỏ vợ mình nó đẻ xong nó có da có thịt nó đẹp hơn nữa đó. Dễ gì mà chịu nổi với chị. Vậy là đối tác yêu cầu trước. Đúng rồi em, lúc mà có bầu á là mình đã cử bao nhiêu tháng rồi. Đâu mình vì em bé mình đâu có ấy, đụng đâu đụng vô. Trời, lúc đó là mình cũng là háo hức lắm. Hợp tác liền. Hợp tác liền. Trời, chỉ cần ngỏ lời cái thôi là mình hợp tác. Không phải, ý bà Trang còn là đợi ngỏ lời rồi đó, đó đợi. Chết với chị. Đang trong trạng thái chờ rồi đó. Gọi là cái sự thấu cảm và đồng hành á, nó rất là mạnh ha. Trong nhiều vấn đề cũng có những cái gút mắt, cũng có những cái khó khăn khi mà mình sinh con. Nó cũng chính là lý do mà nãy em nói là nội lực của em nó vẫn có để cả hai tin và vượt qua giai đoạn khó khăn, chứ nếu như mà trục trặc thì khó để khơi dậy niềm tin. Đúng rồi. Chị ơi, bây giờ nếu như mà có lời nhắn gửi nào đó thì chị nhắn cho ai? Không, nếu mà có sự nhắn gửi thì chị nhắn gửi cho ba mẹ của hai bên. Trang với anh Luật á là rất là bận rộn. Thời gian gần đây thì Trang với Luật còn có thời gian ở nhà chơi với Đì, rồi chăm sóc em Đì. Nhưng mà những năm trước, từ lúc em Đì mới sinh ra cho tới em Đì 4 tuổi là cái khoảng thời gian đó là phải cực cho ông bà hai bên, và nhất là bà nội. Bà nội thì chăm cho em Đì nhiều lắm. Cho nên là muốn nhắn gửi cho ông bà là sự cảm ơn của Trang với anh Luật. Và cái sự biết ơn mẹ và ba rất là nhiều. Cảm ơn chị.